Vậy thì như bóng theo hình á, cái câu kinh này thì nói thế nào? Lát nữa thầy viết câu đó ra, có người viết chưa viết không kịp thì chút xíu thầy viết lại cho nghe. Điều đó chúng ta thấy cũng giống như ở đây Đức Phật dạy là giống như là bóng theo hình, giống như là tiếng vang, vang theo tiếng và bóng theo hình. Nhưng mà trong cái bài tâm á, thì đó là nếu người có cái tâm niệm bất tịnh thì khổ nó liền theo sau, như cái xe theo con bò, nghĩa là con bò kéo xe. Còn nếu người có tâm niệm thanh tịnh thì an lạc liền theo sau, như bóng chẳng rời hình. Cái an lạc đó nó luôn ở bên mình, cái đó gọi là tu. Cái người tu đạt được niết bàn có nghĩa là sự an lạc luôn gắn với họ, nó không rời xa mình được. Như tiếng vang, như vang theo tiếng, không rời ra được. Thế cho nên chúng ta biết Đức Phật không phải như quỷ thần tác oai, tác phước cho mọi người. Như vậy thì Đức Phật không có ban phước, Đức Phật không có tác oai, có nghĩa là không hại ai, nhưng mà cũng không có ban phước, có nghĩa là tác phước cho mọi người. Chẳng qua là Ngài phát minh ra lý nhân quả và bảo người chớ có gây cái nhân ác mà thôi. Vì lẽ đó, chúng ta khi làm lành không cần phải cầu Đức Phật giúp, mà khi ta làm ác cũng chẳng có thể kêu Đức Phật cứu được. Vậy là rõ chưa quý vị? Chúng ta tu theo Phật á, mà chúng ta cầu xin Phật á, thì điều này coi chừng chúng ta tu sai, có phải không? Bởi vì ta làm lành á thì cũng chẳng cầu Phật giúp ta, mà ta làm ác á thì Phật không thể cứu ta được. Đó là luật nhân quả. Vì Đức Phật á là dạy cho ta cái luật nhân quả đó. Thế thì lúc nào ta hành luật nhân quả, ta biết á, Đức Phật đang ở bên ta vậy thôi. Trong sách Nho thì có câu: trời gây tai họa thì còn có thể tránh được, chớ tự mình gây tai họa đó thì không thể nào tránh được. Cũng chính là cái ý này vậy. Như vậy thì cái bài, hai cái chương này quý Phật tự đọc và chúng ta có thể học thuộc, để khi chúng ta nói thì chúng ta có thể nói là đúng cái văn Đức Phật dạy. Nhưng mà cũng chỉ là cái văn đó để mà nhắc nhở lẫn nhau mà thôi, chớ có nên thuộc kinh điển rồi chúng ta lại cho mình hay, mình giỏi hơn người khác. Thành tựu ra là ngay chỗ đó chúng ta đã bị đỏ. Cứ mình có cái tâm mà nghĩ mình hay, mình giỏi hơn người khác là ngay chỗ đó mình bị đỏ. Còn nếu vì người khác mà mình muốn giúp đỡ cho mọi người để chúng ta cùng nhau tu tập á, thì ngay đó chúng ta được an lạc. Thì hiểu ý này không? Vì chúng ta nghĩ rằng á, chúng ta có một cái tâm tự ti á, nó cũng rơi vào cái ngã. Cái ngã có 7, thấy không? Cái chữ mạng á, nó có 7. Tự tôn cũng là bị đọa, mà tự ti cũng là đang bị đọa. Cho nên chúng ta không được tự ti cũng chẳng được tự tôn, không được kiêu căng ngạo mạn cũng không được tự ti mặc cảm, phải không? Nghĩa là chúng ta cứ bình thản, những gì chúng ta giúp đỡ lẫn nhau thì chúng ta cứ thoải mái nói. Vì theo quy luật nhân quả, lòng của mình tốt, mình có sợ người ta nói mình xấu không? Không. Như vậy, nếu trong cuộc đời ta không giúp được người khác, ta không làm được điều tốt, thì tôi xin nguyện không làm điều xấu. Nghĩa là tôi không hề có mặt trong cuộc đời để không làm cho người ta phiền hà. Thế thôi. Nếu mà khi một ai đó nghĩ là mình không có lợi ích cho họ, mà họ thiết lập truyền thông với mình, họ nói mình không lợi ích cho họ, thì quý vị phải không thiết lập truyền thông. Còn nếu ta cố tình ta thiết lập truyền thông, nghĩa là ta đang làm quấy nhiễu người khác. Thế thôi. Còn người ta không thích thì người ta không đến gần mình, điều đó mình cũng đừng ép. Nhưng mà trong gia đình thì quý vị không làm được điều đó. Vì sao? Quý vị còn cái sở hữu. Đó là vợ của tôi không đồng ý nhưng mà vẫn là vợ của tôi. Cái này mới khổ. Hay cái khổ chưa? Ông đó là chồng của tôi không đồng ý, ông vẫn là chồng của tôi. Thì đó là cha mẹ của tôi, có những điều tôi không đồng ý nhưng vẫn là cha mẹ của tôi. Cho nên là tại sao phải xuất gia là vậy? Xuất gia nghĩa là rời khỏi gia đình. Cái mình thấy cha mẹ là cha mẹ chứ không phải cha mẹ là mình.
cha mẹ có cái nhân cái quả của cha mẹ, mình có cái nhân cái quả của mình, không thể tu dùm cho cha mẹ được. Cho nên dùng cái câu mà nhất nhân hành đạo cửu quyền thân đó, có nghĩa là mình hành đạo, mình an lạc, mình khéo giúp những người thân của mình có được cái giá trị an lạc giống như mình, cái đó gọi là nhất nhân hành đạo cửu quyền thân. Chứ không thể nào mình nói rằng mình tu để cầu nguyện cho cửu quyền mình siêu thoát thì cái đó là không đúng. Mà chính mình an lạc thì người thân của mình an lạc, gọi là tâm bình, thế giới bình, tâm tịnh, quốc độ tịnh. Mà mình an lạc thì gia đình mình hạnh phúc, an vui chứ. Có nghĩa là mình không quý nhiễu người khác. Có những người chồng quý nhiễu vợ con cơ cúc, rồi có những người vợ là quý nhiễu chồng con không còn chịu nổi, rồi có những đứa con nó hành hạ cha mẹ cũng không còn chịu nổi nữa. Thì cái đó là quan gia trái chủ, mà không thể cứu giúp được. Ở nhà có những người vợ là không có biết yên đâu quý vị. Suốt ngày hết kiếm chuyện này tới kiếm chuyện kia, chứ không phải được yên đâu. Cho nên á, ở trong chùa cũng như thế mà thôi. Do vậy trong chùa lòng từ bi thì đầy như vậy, nhưng vẫn có pháp nặc tẩn, nghĩa là có pháp mời người đó ra khỏi đại chúng. Có nghĩa là anh đến đây là tự giác anh đến, thì bây giờ anh không đồng ý nữa thì anh tự giác ra đi. Phần lớn những người ra đi khỏi đại chúng là những người không đồng ý cái đại chúng đó. Nghĩa là chúng ta có cái quyền tự do, khi chúng ta không đồng ý thì ta tự ra đi thôi. Đằng này cái nghiệp cảm của chúng sinh thì nó không như thế, nó ra đi rồi nó không yên, nó phải chửi một trận cho nó nghiệp quả nó chồng lên như núi rồi nó mới đi. Chứ còn nó đến thì nó tự đến, còn nó tự đi thì có ai làm gì đâu. Cuộc sống rất là bình yên. Quý vị đến đây cũng như thế. À, có ai ở trong đây ràng buộc với ai không? Không. Tôi thường khen cái người nước ngoài là hai người mà không còn thương yêu nhau nữa đó, ly dị đó, là họ bắt tay nhau. Đường anh đi, đường tôi bước. Cái theo pháp luật á là chia ra, anh phải lo cho con như thế nào hay là tôi phải lo cho con như thế nào, thế thì không. Mai mốt ông chồng ông quay trở về ông thăm vẫn cho về thăm, tại vì đi rất bình yên mà. Có khi là người vợ có chồng khác rồi mà hai ông đó còn uống rượu cô là tối ngủ lại nữa. Còn Việt Nam mình mà sau khi ly dị rồi mà gặp mặt một cái là về vẫn te tua. Thôi mày đồng ý không? Dạ. Yeah. Là ta học theo Phật, ta hiểu rõ nhân quả thì tôi với anh không còn gì nữa, thì đường anh đi đường tôi bước. Không cớ gì ta phải gặp nhau lại không dám vào mặt nha. Nhưng vì chúng sinh không hiểu rõ quy luật nhân quả cho nên thường nói xấu lẫn nhau. Từ chỗ đó dẫn đến cái hệ quả là mai này gặp nhau làm ngơ, dám vào. À, nhớ học cái nhân quả cái bài này thì thầy nói thêm cái đoạn đó một chút để xây dựng hạnh phúc gia đình và xây dựng tình bạn bè với nhau. Nếu ta đến với nhau, ta làm tốt cho nhau không được thì thôi, ta đừng bao giờ có một ý tổn hại nhau. Trang thứ 48, chương thứ 3, chương thứ 9. Thắng hạnh bất cộng của Đại Thừa, lập tính nguyện. Đức Phật dạy rằng những kẻ học rộng, mến đạo thì đạo ắt khó gặp, còn những kẻ thủ chí hành đạo thì đạo kia rất lớn. Chính cái chỗ này đã tạo ra những con người có lòng tin và phát nguyện rất lớn. Nhưng mà chúng ta đọc những đoạn trước và những đoạn sau chúng ta sẽ mới rõ được. Thứ hai là tu lục độ, là bố thí độ, chương thứ 10. Nào, tại sao cái con cũng không phẩm à, vì học rộng đó mà chỉ có mến đạo thôi chứ không phải là thủ chí hành đạo đó. Thì chỉ có tìm hiểu đạo để cho biết thôi, thì đối với người đó đạo rất xa, tại vì chỉ có mến đạo thôi. Y như là tôi rất là mến đạo Phật, tôi rất là thiện cảm với đạo Phật, tôi nghiên cứu đạo Phật, nhưng những người học rộng đó họ bị dướng mắt vào ngôn từ. Họ học rộng mà, cái đó gọi là sở tri trước. Ý thầy muốn nói chút xíu nữa thầy giải thích cho nghe. Những người có trí, những kẻ học rộng mà mến đạo thì đạo ắt là khó gặp, vì không hiểu được đạo. Nó thú có sâu nữa cũng không hiểu, nghĩa là không có buông được mà cố chấp văn tự, cho nên cái chữ chấp đó nó che mất hết cái đạo. Nhưng mà
còn những kẻ thủ chí hành đạo chứ không phải là nói không học rộng. Được chưa? Ở trên là học rộng mến đạo, còn ở dưới là những kẻ thủ chí hành đạo. Còn mình dùng cái từ là không học, tu mà không học là tu mù, thì mình càng học, mình càng hành, mình càng đi xa với đạo, là mình đi vào cái tà đạo. Vì mình tránh tinh tấn với tà, tinh tấn nó có hai mà. Mình hiểu biết thì đó là một cách tránh tinh tấn, còn mình không hiểu biết thì đó là tà tinh tấn. Vậy thì thà là mình không tu còn hơn là tu sai. Có nghe câu này chưa? Nghe câu này rồi đúng không? Như vậy thì không phải là đệ tử Phật là không có trí, vì Đức Phật là bậc toàn giác. Thì mình phải là theo một cái bậc toàn giác để mình học chứ. Nhưng mà mình thủ chí hành đạo, còn cái kia nó mới không mến đạo. Nó tìm đạo, nó nghiên cứu đạo thôi, nhưng mà vì nó là cái tri thức, cho nên nó trở thành là không bao giờ thấy đạo được, mà coi chừng đang phỉ báng đạo. Đúng. Ở đây nói là ắt đạo ắt khó gặp thôi, chứ không phải không gặp. Có những người sau khi họ tìm hiểu đạo xong rồi, họ xuất gia luôn. Lúc đầu họ chống bán mà. Cái bài đó thầy có nói rồi, trong cái bài hộ pháp, quý vị lập cái tự cái chủ đề hộ pháp ra, thầy có giảng không đó. Có một vị đại thừa, có một vị đại một vị thừa, một vị đại thừa tướng, quan đại thần á, rất là ghét đạo Phật, vì ổng là đang tôn trọng đạo Nho. Nhưng mà khi mà ổng viết một cái bài để mà châm biếm đạo Phật á, thì bà vợ bà hỏi anh viết cái gì vậy. Ổng mới nói là anh thấy cái đạo Phật đó là một cái đạo từ nước ngoài truyền vào, là Trung Quốc của ta. Nhưng mà sao anh thấy là kinh sách đó, để một cách rất là trang nghiêm ngăn nắp mà rất là nhiều kinh sách. Thế thì còn Nho gia chúng ta, đạo gia chúng ta là quốc giáo, thì tại sao không bằng như thế? Nhưng mà những người này chỉ là những người lười biếng, những người không làm ra của cải vật chất, những người chỉ là làm gánh nặng cho xã hội, cho nên là anh phải viết một cái bài để anh lên án Phật giáo. Bà nói anh biết không mà anh lên án, anh chưa biết, anh không biết thì đọc đi. Thì bà vợ mới đưa cho ông một cái cuốn là Cư Sĩ là Duy Ma Cập, một cái quyển về Cư Sĩ Duy Ma Cập. Ông đọc xong cái quyển Cư Sĩ Duy Ma Cập thì ông lại viết một cái bài là Hộ Pháp Luận. Quý vị về đọc giùm thầy cái bài Hộ Pháp Luận. Nếu mà quý vị đọc xong, quý vị sẽ thấy là ông viết ngược trở lại những gì mà trước kia ông tư duy về đạo Phật. Và từ đó ông trở thành một cái vị hộ pháp tác lực cho Phật giáo. À, một cái người phá Phật á, thì là quy Phật. Thầy muốn nói như vậy để quý vị cứ nghiên cứu một lúc nào đó, quý vị hiểu được đạo rồi, thì quý vị cảm thấy là y như cái bóng mà ở cái bên mình, không bao giờ rời xa sự an lạc đối với mình được. Rồi. Bố thí độ, chương thứ 10. Đức Phật dạy rằng, thấy người làm đạo bố thí vui vẻ giúp đó thì được phước rất lớn. Có thầy Sa Môn hỏi rằng, phước ấy có hết hay không? Đức Phật dạy, thí như lửa của một cây đuốc, vài trăm ngàn người đều dùng đuốc đến chia nhau mà lấy để nấu ăn hay là thắp sáng, nhưng cây đuốc kia vẫn như cũ. Phước của người bố thí cũng như thế. Nghĩa là y như cây đuốc là mọi người lại mồi, cây đuốc đó nó có mất miếng nào không? Không. Thí chủ, dịch nghĩa thí chủ là gì? Là giữ vững chí nguyện của mình, luôn luôn mong cầu cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, gọi là thí chủ. Thổ thủ chí. Không nhận được đây, đọc được là mắt mờ đấy. Thủ chí là thí chủ. Thủ chí có nghĩa là thủ là giữ, chí là ý chí, là giữ vững cái chí nguyện của mình. Thấy không? Thủ chí để hành đạo á. Ở trong cái đoạn chương thứ 9 thì nói là những kẻ thủ chí hành đạo đó. Biết không? Rồi. Hành đạo là thực hành theo cái đạo nghiệp mà Đức Phật đã hành, đã dạy. Đại ý Đức Phật dạy, muốn được đạo phải lập tính nguyện
cho vững chắc, và người tu hạnh bố thí được công đức rất lớn. Giải thích: những người học rộng mến đạo tức là chỉ cho những vị bác học thông suốt các môn học vấn ở trên thế giới. Họ bước chân vào con đường tìm đạo, nhưng đa số những người này hoặc là lòng mong muốn mê mông, có nghĩa nói tới cái dục, không chỗ quy hướng, nghĩa là họ cống cao ngã mạn, họ không bao giờ muốn quy y, hoặc do chỗ sở học của mình mà có tâm mến đạo vô thượng vi diệu, họ không thể đem sức tự thân ra để hành đạo. Nên đối với họ, đạo tất nhiên là khó đạt được. Còn những người thủ chí nơi đạo mà hành đạo mới là cái đạo vô thượng đại giác. Vậy cái chữ thủ chí nơi đạo mà hành đạo ở đây có nói đến cái việc là không học không? Có nói đến việc không học không? Có nói đến vấn đề, giả sử như mình nói là nó mâu thuẫn giữa hai cái, một là kẻ học rộng mến đạo, còn một bên là thủ chí hành đạo. Nhưng mà có nghĩa là ta học tới đâu ta thực hành tới đó, ta mang một cái chí là vừa học vừa hành, có nghĩa là văn tư tu. Cái văn tư tu có nghĩa là chúng ta lập nguyện để chúng ta thủ chí, còn khi chúng ta muốn có cái tính thì đòi hỏi chúng ta phải hiểu cho đến đâu chúng ta mới tính. Có nghĩa là ở đây đó, tất cả quý vị cho đến thầy đi, có người vẫn đặt nhiều câu hỏi đấy chứ đâu phải tin đâu, có phải không? Và bản thân chúng tôi cũng vậy, đối với những bậc tôn túc tôi vẫn đặt câu hỏi, chứ đâu phải là tôn túc nói cái gì là tôi nghe thấy đâu. Như vậy thì có đúng theo đạo Phật hay là chúng ta đa nghi, là chúng ta lại xa đạo? Chúng ta đặt câu hỏi để chi vậy? Để xem coi các vị này nói như vậy nhưng mà đúng hay sai, vậy thì ta phải tìm hiểu, ta nghiên cứu thêm chứ. Họ nói vậy cái ta tin vậy là như vậy ta gọi là người học vấn ư? Không. Tất cả các môn học thầy giáo dạy chúng ta chỉ 30%, mà việc chúng ta học có là phải 70% là tự học. Cái đó là trên lớp 12 đó, lên đại học là phải vậy đó. Còn từ lớp mẫu giáo cho đến lớp 12 đó, thì cấp 1, cấp 2 phần lớn thầy cô giáo dạy mình về học thuộc lòng, vô trả bài, phải không? Nhưng mà theo quý vị nghĩ là học thuộc lòng xong rồi trả bài thì quý vị có làm được cái chuyện gì ngoài xã hội chưa? Chưa. Cho đến lớp 12 thôi đó, mà để mà nói gọi là học nhiều một chút là mấy đứa nhỏ muốn khùng rồi, phải không? Nhưng mà tất cả những cái nó học có đem dùng được gì chưa? Chưa, mà nó muốn hùng rồi đó. Nhưng mà sau khi mà bỏ cái cuốn tập xuống là nó không còn biết gì nữa đâu. Những cái đó không áp dụng vào cuộc sống được. Nhưng mà phải học là học đêm học ngày. Có những đứa là cha mẹ phải thuê mướn, quý vị tốn biết bao nhiêu tiền, chở nó đi trước nó về, chở nó đi trước nó về, biết bao nhiêu tiền tốn kém. Vậy mà nó có được gì chưa? Chưa. Mà đến một lúc mà mình không có đưa rước gì hết á, và nó học cũng y như đi chơi á, lúc đó mới là thành công của nó. Nhưng mà còn từ nhỏ cho đến lúc đó nó có thủ chí đi học không? Đứa nào mà nó thủ chí nó học á thì nó mới thành tài. Đứa nào mà nó không thủ chí nó học á, thì phần lớn lên tới đó dễ hư. Và quý thầy ở trong đạo cũng như thế. Hồi xưa đó, sư phụ không cho đi học là cũng vì lý do. Lên đại học mà cho nó ra thì 10 đứa còn một. Thì nó ra rồi nó bị mấy con kia nó dụ. Giả lại phần nữa cái trí thế gian nó quấn Phật Pháp. Quý vị thấy nó quấn ghê gớm lắm. Bây giờ hồi nãy tôi nói vậy là quý vị có dùng cái nào để mà quý vị đối lại với tôi không? Thầy nói nè, là bên triết học đó, nó nói những người tu sĩ là những người ăn bám xã hội, không làm gì ra cái giá trị vật chất cho xã hội hết.
sao nó không biết? Không, người ta chỉ nói vậy thôi, họ nói tu sĩ có nghĩa là cả các cái đạo luôn, chứ họ không có chừa cái đạo nào hết, hiểu không? Rồi tiền của mọi người đó đem cấp những cái nơi thờ tự, chứ họ không nói là thờ ai đó, cấp những nơi thờ tự đồ sộ, mà sau khi trong khi đó là dân đen vẫn còn đang khổ sở. Họ nói đúng hay sao? Không đúng, không sai. Không, quý vị nhìn vô là về hình thức là đúng hết, về hình thức là đúng hết. Những người xung quanh còn đang nói khác thì những cái nơi thờ tự đó là rất là trang nghiêm và lộng lẫy hoành tráng đó, nó nói như thế. Mà những ông đó đâu có làm gì đâu, hay không? Cái tiền đó đâu phải lấy của chính phủ đâu, tiền đó là tự cái người dân. Nhưng mà ở đây các vị triết học á, các vị học giả đó, các vị học giả người ta phê bình, người ta được quyền nói, các vị học giả người ta được quyền nói chứ không phải nói chính phủ. Có nghĩa là người ta nói là những người dân á đem tiền đến cúng, đem tiền đến góp cho những cái nơi đó nó được to lớn lên. Nhưng mà mình đặt lại một câu hỏi là hầu đó thầy bị quan mang, thật sự là vô trường đại học là bị quan mang. Vì cái tri thức của nhân loại hầu mình học ở trong trường Phật học của mình, quý thầy quý dạy, cái môn triết học văn minh phương Đông, văn minh phương Tây hay là văn minh thế giới, những cái môn văn minh mình được học, rồi những môn văn hóa là khu biệt văn hóa của các chủng tộc của từng quốc gia cũng không có người dạy. Trong Phật giáo của mình còn khiếm khuyết về những cái mặt đó. Thì về phần y như nhiều người Phật tử mà giờ thầy hỏi là trái đất quanh mặt trời hay mặt trời quanh trái đất, có người còn bỡ ngỡ mà. Phải không? Có người còn bỡ ngỡ không biết. Vậy thì thầy nói cái phương nó nằm đâu có người không biết. Có khi còn bức xúc còn nói thầy nói bậy nữa đó. Nghĩa là Đức Phật chỉ dùng phương tiện thôi. Thì bây giờ phương Tây đối với mình có cái nào là phương Tây không? Có cái nào là phương Đông không? Mình tạm mượn vậy rồi mình nói có mặt trời mặt, có mặt trời lặn không? Mình phải hiểu vậy đó. Thầy chỉ hỏi là quý vị là có mặt trời lặn hay không, chỉ nói một cái gì thôi. Nếu mà không có lặn thì lấy gì có mọc? Nó không có mọc, nó không có lặn, nhưng mà tại vì trái đất này nó tự quay cho nên nó che, và mình bị dính trên trái đất cho nên mình che, thì mình dính vô pháp cũng giống như mình dính trong trái đất này vậy. Mình đang bị trái đất nó che mặt trời chứ không phải mặt trời lặn. Mình đang bị trái đất nó che lại cho nên mình ở trong bóng đêm, có nghĩa là cái bóng của trái đất chứ không phải là ban đêm. Thế thì làm sao mình có phương Đông phương Tây được mà biết cái phương nào mà lại? Mình hiểu cái chỗ đó chưa? Chứ có nhiều người là lại về mặt trời lặn. Vậy tôi hỏi, vậy cái mặt trời lặn là cái chỗ nào? Mặt trời có lặn hay không? Rồi còn không biết cái mặt trời có lặn hay không nữa mà. Vậy thì làm sao quý vị hiểu được đạo Phật mà gọi là học rộng mến đạo mà xa đạo ác đạo khó gặp? Còn mình không học hình gì, mình không biết gì hết, thì mình tu mà mình tu mê tín thì quý vị đạt được cái gì? Có phải gì không? Cái khoa học nó rành rành, nó rõ ràng, và là trong lời của Đức Phật dạy cũng rành rành rõ ràng vậy. Đức Phật cũng nói nè, những gì ta nói chỉ là phương tiện thôi, ta phủ nhận tất cả những cái đó để các ông đừng có chấp vào nó. Ta tùy theo đối tượng mà ta dạy. Thế thì giờ này chắc phải cái đó là giới, cái đó là lời Phật cấm, cái đó là Phật không cho phép. Ủa, thầy mới nói Đức Phật cấm cái gì? Đức Phật có được quyền cấm ai không? Ở đây thầy hỏi quý vị vậy nè, Đức Phật có quyền cấm ai không? Đức Phật chỉ thương ta, nhắc nhở ta, con đừng có làm cái này, nên làm cái kia, cái này là cái xấu ác không nên làm, cái kia là cái tốt đẹp nên làm. Đức Phật cấm ai? Còn nếu mà con ngu quá con làm thì con chịu nữa không? Chứ Phật đâu có chịu dùng nó. Nhân quả. Thì tôi không nghĩ là Đức Phật cấm. Cho nên tất cả những giới cấm đối với tôi nghĩ là không có cấm. Đức Phật không cấm gì. Vì Đức Phật nếu mà ngài cấm, nghĩa là có cái ngài mở chứ gì. Cái này ngài cấm thì cái khác ngài mở chứ gì. Nhưng mà trong cái cấm nó đã sai rồi. Vì nếu ngày xưa mà giả sử như cấm đi đến tăng ni đi chung, giả sử vậy đi, hay là không được ở chung nhà với cư sĩ, ngủ chung nhà với cư sĩ,
Mà nếu mà bây giờ mà đi nước ngoài, thầy trò mình mà đi Pháp biểu mình ngủ, đừng có ngủ chung nhà, hay là mình đi khách sạn mình ngủ, khách sạn là mấy chục tầng, có biết bao nhiêu người ở, mà mình theo cái giới đó là không được ngủ chung nhà với cư sĩ. À, quý thầy có chỗ ngủ không? Vậy là chắc làm giới hay sao? Ngộ gốc cây là mua đến nó bắt liền. Như vậy chúng ta hiểu là Đức Phật có cấm không? Không, nó phải tùy thuận, phải trực thuộc vào cái gì đó, tùy thuận chúng sinh. Nhưng mà có những cái đoạn là chút xíu nếu mà còn thời gian chúng ta lấy một cái bài mà người ta châm biếm á, thì thầy lấy ra thầy đọc vài câu cho quý vị nghe. Trong đó thì cũng phải là cái người đó cũng có hiểu biết đó, chứ không phải không hiểu biết đâu. Nhưng mà nghiệt ngã có cái là khi biết đó, là người ta bị cái gì, cái tâm á, không có nghĩ tốt về cái người mà mình đang châm biếm. Cho nên là mình dùng hết những cái lời nào mình châm biếm cho nó đã đó, thì cái này không biết là nhân quả sẽ đến với họ như thế nào thôi. Nhưng tại vì họ thích châm biếm mà, cho nên là họ không có khách quan mà nói. Thì trong đó cái châm biếm nó nằm trong cái chủ quan mà nói. Nào, tiếp chúng ta đọc cái đoạn cuối. Chí là chí nguyện, tức là chánh tính chắc chắn biến thành chí nguyện kiên cố. Nhớ ở trong đây, trong phần giải thích có dùng là tức là chánh tính. Mà nội có cái từ chánh tính thôi thì quý vị nghĩ là quý vị hiểu biết một cách nhiều hay ít để quý vị có cái chánh tính? Bây giờ thầy nói là nói về phương thôi, phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, phương trên, phương dưới thôi. Thì theo quý vị, khi quý vị hiểu biết một cách chánh tính mà chắc chắn biến thành chí nguyện kiên cố, thì quý vị có còn nghĩ cái đó là phương Tây để mình lại không? Hay là lại phương nào cũng được, phương nào cũng là phương Tây. Như thế mình mới gọi là chánh tính chắc chắn. Lại tôi vẫn cứ lại, nhưng mà tôi biết rõ là không có phương nào gọi là phương Tây. Thì như vậy tôi mới gọi là hiểu biết một cách chánh tính chắc chắn. Đức Phật dạy cái chân tâm của mình chính là Tây phương, là tịnh độ. Đó vậy đó. Cho nên hồi nãy thầy nghe cái bài ca ở đây, mở cái bài đã hát là không biết là hát rồi có hành theo hay không. Vì tịnh độ chính là chân tâm. Chúng ta nhân nghe pháp mà hiểu biết được Phật pháp cùng với tất cả pháp thế gian không đồng. Bởi vì giáo pháp của Phật chính từ trong vô lậu đại giác mà lưu xuất, để giáo hóa người đời, chẳng phải các học thuyết hữu lậu trên thế giới có nhiều mối tệ mà có thể so sánh được. Thầy chúng ta đọc lại cái đoạn đó. Chí là chí nguyện, tức là chánh tính chắc chắn biến thành chí nguyện kiên cố. Chúng ta nhân nghe pháp mà hiểu biết được Phật pháp cùng với tất cả pháp thế gian không đồng nhau. Như vậy Phật pháp với pháp thế gian không có đồng nha. Không thể lấy pháp thế gian mà định lượng được Phật pháp. Nhưng nếu chúng ta không có pháp thế gian, chúng ta có thể hiểu được nghĩa lý thậm tâm hay không? Không. Như vậy câu này nói nghĩa là chúng ta phải tính, phải chánh tính chắc chắn. Hiểu ý này ha Phật tử ha. Bởi vì giáo pháp của Phật chính từ trong vô lậu đại giác mà lưu xuất. Vô lậu nghĩa là còn phiền não không? Không còn cái gì dính mắc phiền não thì ta có thể phát huy được, lưu xuất được cái tâm giác ngộ của ta một cách to lớn. Đại giác lưu xuất nghĩa là chúng ta không còn có cái lậu hoặc, nghĩa là không còn có cái dính mắc. Nếu ta còn có cái dính mắc thì cái giác ngộ nó có lưu xuất được không? Không. Vì vậy cho nên một cái bậc trí, chứ không phải là bậc trí, nhưng mà khi chúng ta chủ quan, nghĩa là chúng ta không hiểu được vấn đề mà chúng ta đánh giá vấn đề, điều đó đúng hay sai? Này, để giáo hóa người đời, chẳng phải các học thuyết hữu lậu trên thế giới. Ở trên thế giới có học thuyết hữu lậu là bởi vì học thuyết đó có sai không? Có. Cho nên cái ngay đời sống hiện tại nè nó đúng, nhưng mà một thời gian sau nó sẽ trở thành sai.
vì Đức Phật mượn pháp hữu lậu này mà dạy chúng sinh. Có phải không? Đức Phật mượn pháp hữu lậu này dạy cho chúng sinh, cho nên Đức Phật nói sao? Đừng bao giờ tin vào những cái lời đó, mà nên hiểu cái ý ta muốn nói. Vậy thì các pháp hữu lậu trên thế giới có nhiều mối tệ mà chúng ta đem ra so sánh với Phật pháp thì không được. Nếu muốn liễu ngộ được cái giáo pháp ấy, trước hết phải dùng tính tâm để lãnh thọ. Nhân vì Phật pháp rộng lớn quá, dù là các bậc học thâm sâu để cầu cái giáo pháp đó, nhưng cái lúc mà chưa đạt đến Phật quả thì cũng không thể nào hiểu biết hoàn toàn chân chánh được. Nên trước phải tự tin rằng mình sẵn có cái bản tâm vô thượng đại giác, nghĩa là mình phải tin mình, có phải vậy không? Hay là cái tin này là tin ai? À, tin mình đúng không? Để làm cơ sở mà cầu thành quả Phật. Mình tin vào mình có một cái bản tâm vô thượng đại giác để làm cơ sở mà cầu thành cái quả Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác. Rồi do cái tâm tự tín này mà tin có bậc vô thượng đại giác đã giác ngộ tất cả chân lý. Chẳng như vậy thì dầu cho chúng ta có nghiên cứu tất cả học vấn cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi. Ý này sâu hay cạn quý vị? Sâu. Người nào mà không học những cái một cái vốn Phật pháp trước thì đọc tới đây không hiểu. Tôi đọc lại và phân tích cho cái đoạn đó cho quý vị nghe. Muốn liễu ngộ được cái pháp ấy thì trước hết phải dùng cái tính tâm mà lãnh thọ. Chúng ta chưa hoang mang ở cái chỗ tính tâm. Nhân vì Phật pháp rộng lớn quá, dù có các bậc học thâm cầu, nhưng lúc chưa đạt đến cái Phật quả được thì không thể nào hiểu biết một cách hoàn toàn chân chánh. Nên trước phải tự tin rằng mình sẵn có bản tâm vô thượng đại giác để làm cơ sở. Được chưa? Ngay chỗ đó, cái bản tâm đại giác của mình á, cái đó để làm cơ sở mà tu, mà cầu cái quả Phật. Rồi do cái tâm tự tín này, là tự tin mình có Phật quả đó, mà tin có một bậc vô thượng đại giác đã giác ngộ tất cả chân lý mà theo mà học, mà hành theo. Hiểu ý nào? Chứ còn cái lúc mà chúng ta chưa tự tin mình có Phật tánh là mình chưa tự tin có một bậc đại giác đâu. Mà ở đây mình phải tin mình có Phật tánh rồi thì mình mới, rồi do tâm tự tín này, cái tâm tự tin đó đó, mới tin có một cái bậc đại giác. Bởi vì ta có cái Phật tánh sẵn thì Thái tử Tất Đạt Đa cũng giống như vậy, ngài cũng có một cái tâm đại giác thì ngài mới giác ngộ được. Chẳng như vậy có nghĩa là không hiểu được như vậy. Có phải chữ chẳng như vậy là ý đó không? Nếu ai không tự tin mình, không tự tin có một bậc đại giác, thì dù cho chúng ta có nghiên cứu tất cả học vấn cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi. Không tin mình, không tin ở nơi Phật thì không thể nào hiểu được nghĩa lý của Phật dạy. Tin có bậc vô thượng đại giác nên chúng ta cũng có thể thành vô thượng đại giác. Do đây mà phát tâm Bồ Đề. Như vậy cái tâm Bồ Đề là có phải là cái tâm tự tin ở nơi mình không? Thực hành tứ hoằng thệ nguyện, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ đó, phải không? Ở dưới có ghi nè. Tứ hoằng thệ nguyện là chúng sanh không số lượng, thệ nguyện đều độ hết. Cái này gọi là tính và nguyện. Đó là cái mà cần nên chú ý. Mà chúng ta không học chứ chúng ta không biết là chúng ta tự tin thì mình tưởng rằng mình tự tin cái bản ngã của mình. Không phải, mình tự tin mình có cái tâm Bồ Đề, mình có cái tâm Phật tánh, mình có cái tâm sẽ thành Phật. Từ cái chỗ đó đó mà mình lập cái nguyện, gọi là cái nguyện này là do Bồ Đề mà lập ra. Vậy thì tất cả quý Phật tử ở đây có nên lập nguyện hay không? Nên không? Bốn cái nguyện này đủ hả? Nhưng mà con có nguyện giống vậy không? Cố gắng. Tôi nói rồi, lấy cái chữ quyết tâm đi. Tôi cố gắng. Cố gắng nghĩa là đụng chuyện là bỏ đi.
Nhưng mà mình quyết tâm thì cái đường này mình không đi, mình đi đường khác. Có phải không? Có nghĩa là cái mục đích mình không bỏ. Trên cái lộ trình đi của mình nó là 100.000 cái đường đi để tới cái đạo giải thoát, đến tới cái mục đích đó. Đạo là những con đường chứ không? Tôi không đi con đường này thì đi con đường khác. Vậy đó. Chúng sinh vô biên, chúng sinh không có số lượng, thể nguyện đều độ hết. Phiền não không có cùng tận, thể nguyện đều dứt sạch hết. Pháp môn không có kể xiết, thể nguyện đều tu học. Vậy là lúc này mà cái bài này mà đề cập tới tứ hoằng thể nguyện thì theo quý Phật tử nghĩ là có phải là không học mà có thể thành tựu không? Không. Không, nó nằm ngay chỗ này giải mã rồi ha. Đạo Phật không có gì hơn, thể nguyện đều viên thành. Trong đây dịch cái chữ là Phật đạo vô thượng thì dịch là Phật đạo không gì hơn, có nghĩa là không còn có cái gì hơn nữa. Nhưng mà dịch rất là đơn giản là Phật đạo không gì hơn, thể nguyện đều viên thành. Vậy là viên thành cái chỗ này ấy, theo quý Phật tử là viên thành, là viên thành cái gì? Mà cái đạo quả là cái gì? Mà giải thoát là giải thoát cái gì? Chú cứ trả lời là thầy phải hỏi tới để cho chú trả lời thử coi cái câu cuối cùng nó ra không. Tại vì bây giờ chú nói là giải thoát cái thân với cái tâm mình. Vậy là cái thân tâm mình bị cái gì mà giải thoát? Bị cái gì mà ra buộc? Tâm mình sân si. Tại sao phải sân si? Cái tâm nóng nảy tại cái gì mà mình nóng nảy? Tham chấp. Tại sao mình tham chấp? Vô minh. Rồi chấp hết. Nói một cách nhẹ nhàng là tại ngu. Tại ngu cho nên mình tham. Mình tham, mình chấp. Mình sở hữu. Chứ còn mình ghét thì mình đâu có chấp, mình đâu có sở hữu. Vậy thôi. Như vậy giải thoát là ngay cái chỗ nào? Dạ. Vậy thôi. Mình hết vô minh có nghĩa là sáng suốt. Vậy thì cái thủ chí mà hành đạo là để một lúc nào đó mình sáng suốt hoàn toàn. Chứ hỏi, ủa thủ chí hành đạo là cái gì? Đạt được đạo là cái gì? Đạt được đạo là cái mình hiểu biết nó là giả, nó không thật. Nó làm cho mình khổ, mình hết khổ, nghĩa là giải thoát. Mà do đâu mình khổ? Mình chấp. Nếu mình không chấp, hết khổ. Mình nhận. Vậy giờ mình có chấp vào cái việc mình đang học không? Bây giờ chúng ta có đang chấp vào cái việc mình đang học không? Chơi. Như vậy là chúng ta phải đi từ thấp mới lên cao. Sở dĩ quý vị học là học cái cao. Bây giờ là tại vì ai cũng thích học cái cao cho nên thầy dạy cao. Nhưng mà thật sự ra thầy dạy cao thì thích học, nhưng dạy thấp không có thích học. Nhưng mà trong cái cao đó thầy có hạ thấp xuống những cái mà thầy đưa rất đơn giản gần gũi trong cuộc sống. Nghĩa là lấy cái giáo pháp cao để chỉ cho cái thấp. À, như vậy thì giả sử như mình muốn đạt được một cái gì đó tuyệt vời, có nghĩa là nó cao trở nó thì nó phải có cái nền tảng. Cũng như mình xây một căn nhà lên thì phải đào móng. Căn nhà đó mình dự định nó cao bao nhiêu thì cái móng đó phải vững chắc bấy nhiêu mình mới xây được căn nhà đó. Mà cái móng đó nó chưa vững mà mình xây căn nhà đó là tự mình hại mình. Vậy thì tôi hỏi quý vị đã có nền tảng chưa? Cái đó là cái mà Phật tử phải hiểu rằng nền tảng của chúng ta là cái gì. Thì thầy lấy cái nền tảng nhân quả này để tặng cho quý vị, để quý vị học Phật này. Quý vị thầy học tự hỏi này là mượn cái giáo pháp lớn chứ thầy có khi cũng không có nói những cái cao cả, nhưng mà vẫn nói cái nhân quả thấp để cho quý vị học. Cái đó cũng xem như là nền tảng. Chứ mai này
khi quý vị học rồi, quý vị nghiên cứu nhiều rồi, chúng ta quay trở lại chúng ta học lại những cái này, vậy thì là giảng khác chứ không phải giảng. Cái bài này mà đem cho hòa thượng từ thông hòa thượng giảng thì hòa thượng có giảng gì đâu, hòa thượng giảng hiểu không? Có nghĩa là hòa thượng không có đem cái thấp vào hòa thượng nói, nhưng mà khi quý vị nghe cao rồi á thì một lúc nào đó quý vị cũng không còn nghe gì nữa, tại không có nhiều đâu. Cái tầng sống của cái tầng sống âm có nhiêu đó mà lúc mình nghe cao riết cái mình thấy có nhiêu đó, nhưng mà nếu mình sống có nhiêu đó coi chừng mình sống nó lạc lội với mọi người, mình sống nó không còn với mọi người nữa. Cho nên là từ chỗ đó chúng ta chưa đủ cái khả năng cái trình độ đó, cho nên chúng ta chưa sống được vậy, chúng ta sống vậy coi chừng ta bỏ mình hết. Cái đó là cái, và quý vị cũng không muốn cần quý ai. Nhớ là chỗ đó nha, đến một lúc nào đó quý vị học cái đại thừa rồi, quý thầy vị học với hòa thượng từ thông rồi, quý vị không muốn gần gũi ai. Cái thế giới đó, cái thế giới mà hòa thượng đang sống là cái thế giới đó nó gần Phật chứ gần Bồ Tát, là bởi vì ngài không có cầu Phật với Bồ Tát ở đâu, lúc nào ngài cũng ở chung với Phật với Bồ Tát, vì tâm của ngài nó ở cái trạng thái niết bàn đó. Mà cái đó là cái sở chứng mà không có chứng gì hết. Chứng mà không chứng gì, có nghĩa là nếu bây giờ quý vị là bậc ông bà cha mẹ mà con mình không đến thăm bắt đầu quý vị buồn. Nhưng mà khi quý vị học được giáo pháp của hòa thượng rồi, quý vị sẽ không thấy buồn gì hết. Đó là công năng do sự tu học mà ra. Đấy nha. Quý vị còn thích thú ở một mình nữa kìa. Không muốn ai phiền mình hết. Vậy ta mới về núi ta tu được. Còn mấy người lộn xộn xèn hầu mà đòi về núi tới tôi lại à, cái gì đánh nó quậy lăn núi người ta. Cái đó là có nhiều người thì mới vừa thấy cái công việc của mình nó bận rộn quá thì mình muốn về chùa mình tu cho được thanh tịnh, nhưng mà khi về chùa tu mà thanh tịnh rồi thì nó bây giờ nó buồn quá không chịu không nổi, nó còn hơn địa ngục nữa mà. Nó buồn tức ở đó, cho nên là không chịu nổi. Thì giờ cho con quậy, con chịu mới nổi. Từ cái chỗ đó mà mình tu á, mình mới biết là mình ở đâu, cái cấp nào. Cho nên cái cấp mà còn con cái, còn bạn bè là mình tu vậy đó là hạnh phúc cái bạn của mình. Đừng có rời bỏ cái bạn đó. Thầy cũng nói vậy, bây giờ thầy còn quý Phật tử nè, đó là cái bạn của thầy. Bây giờ thầy chưa ngồi một mình được, vì sao vậy? Thì thầy còn đền ơn mọi người, cho nên thầy còn giảng dạy. Và đến một lúc nào đó thầy nói thầy không giảng dạy nữa, nghĩa là cái lúc đó thầy hết muốn giảng dạy. Giờ có kêu thầy dạy thì cũng nói là tôi dạy hết rồi, vì không còn gì để dạy, thôi để cho tôi an lạc. Gặp được một người phiền não, gặp thêm một người hỏi thăm mà hòa thượng từ thăm cũng nói mà ông đến hỏi thăm tôi khỏe không cái gì, nói không con hỏi hòa thượng chứ con không mệt chứ, con nhìn hòa thượng là được đâu, không ở vậy. Chứ hỏi thăm tôi khỏe không, tôi đang bệnh mà hỏi khỏe không, mất công tôi trả lời. Nghĩa là mình hiểu được cái giáo pháp đó rồi, trả lời tôi nữa thôi. Quý vị hiểu đi đó rồi. Bây giờ có hỏi chứ không mà, hỏi chứ mệt vậy. Vậy hiểu ý đó hả? Mình giác ngộ có nghĩa là cái khả năng. Có nghĩa là cái khả năng tu tập của mình, cái khả năng tu tập của quý vị là nếu còn gia đình thì quý vị một mình quý vị sẽ thấy trống vắng, sẽ thấy khó chịu, sẽ thấy cô đơn, lạc lòi. Nhưng mà có người quý vị sẽ cảm thấy hạnh phúc. Còn đến lúc mà quý vị mà nghiên cứu giáo lý, quý vị ngồi thiền, quý vị tu tập hay là niệm Phật hay trì chú gì đó, mà tâm quý vị thanh tịnh rồi, quý vị muốn đóng cửa, muốn gặp ai, cái đó gọi là thiền thất của quý vị rồi. Đó chính là cảnh giới niết bàn rồi đó, chứ không có cậu đâu. Có khi ngài ăn một bữa mà còn không muốn ăn nữa kìa. Nhớ cái chỗ đó là không muốn ăn nữa, chứ không phải là ở trong đó rồi, ở trong tháp rồi cứ ghi bữa nay ghi cái này đưa ra rồi thấy miếng giấy dài thòn rồi chạy nó mua nó đưa vô ăn sau cái bủ khò cái mai nó đưa miếng giấy vô trời nó thấy sẽ toàn bắt đầu bổ không gì trời. Nhưng mà quý vị vô thất rồi á, mà quý vị mà tinh tấn tu rồi quý vị thấy không có muốn ăn nữa, bởi vì cơ thể mà nó khỏe trong đó nó mệt lắm, đấu tranh với nó mệt lắm, mà cơ thể mà nó vừa đủ thôi, ăn miếng để cho nó có sức khỏe mà tu thôi, thì quý vị lúc đó quý vị mới thấy cuộc chiến đấu tranh với cơ thể của mình
Thì đó là tôi chỉ nhắc vậy để cho quý vị biết là ở đây là tứ hoàn thể nguyện là nguyện, nhưng mà không học á là nguyện phu ta. Rồi tiếp, do tin mà thành nguyện, được chưa? Do tin mà thành nguyện ấy gọi là hủ chí, rộng tu phước huệ của Phật ấy gọi là phụng đạo. Rộng tu phước huệ của Phật gọi là phụng đạo. Phụng là tôn kính, phụng là thờ phụng, đạo là hành đạo. Như vậy chúng ta rộng tu phước huệ, mà có hướng dẫn phước huệ rồi phải không? Như thế mới có thể thành được nhất thiết trí. Nên nói rằng đạo kia rất lớn. Rồi, phải dùng cái từ rộng tu phước huệ mà đạt được nhất thiết trí, chứ đâu có nói là thủ chí mà ngồi đó mà không hiểu biết gì mà hành đạo đâu. Tự mình ra làm việc bố thí được rất được phước rất lớn, mà vui vẻ giúp người làm việc bố thí cũng được phước rất lớn. Giúp người làm việc bố thí chẳng khác nào tự mình có một cây đuốc đem phân ra vô số cây đuốc khác, mà cây đuốc của chính mình vẫn không suy giảm, không mất chút lửa nào. Còn người bố thí được sự giúp đỡ phước báo nơi bản thân chẳng những không mất mà còn thêm được sự tốt đẹp hơn lên. Đọc lại cái đoạn đó nha. Do tin mà thành nguyện, do tin mà thành nguyện. Thì tin nó có hai phần: tin nơi mình có thể thành Phật, và tin có một vị Phật dạy cho mình. Có nghĩa là tin ta là học trò, có thể, có khả năng, đầy đủ khả năng lĩnh hội được một cái bậc cũng giống như mình mà được giác ngộ cái Phật tánh đó truyền trao cho mình. Từ cái chỗ tin đó mà thành ra nguyện, được chưa? Hiểu ý đó ha? Ấy gọi là thủ chí, chứ không phải thủ chí là cái không hiểu biết. Rồi rộng tu phước huệ của Phật ấy gọi là phụng đạo. Như vậy người nào tu phước tu huệ mới gọi là phụng đạo. Như thế mới có thể thành được nhất thiết trí. Như vậy mình đầy đủ phước và đầy đủ huệ mình mới được nhất thiết trí. Còn bây giờ có nhiều người tu không có phước, tu trí huệ không có phước. Vậy thì người đó có thể đạt được nhất thiết trí không? Thái tử Tất Đạt Đa có phải nghèo khổ mà đạt được nhất thiết trí không? Ngài đầy đủ phước huệ. Cái phước báo của Ngài sanh ra là đã có phước rồi. Sanh ra là sanh cung vàng điện ngọc. Thì không phải chúng ta đợi tới chỗ đó chúng ta mới đạt được. Nhưng mà bây giờ quý vị cũng đang sống một đời sống chư thiên, Thầy nói vậy rồi phải không? Cho nên quý vị rất là đầy đủ cái phước để mà quý vị tu. Mà có người vẫn không bỏ thời gian ra tu, nói con có thời gian á. Thì cái này quý vị chỉ còn tu huệ nữa. Rồi trong cái phước của quý vị được nhân đôi nữa. Thì nếu quý vị làm được nhiều việc phước hơn nữa thì càng tốt. Bởi vì quý vị giả sử như ăn tiền thất nghiệp đi, lấy ví dụ ăn tiền thất nghiệp, thì quý vị có thể dùng được một nửa cái tiền thất nghiệp là đủ cho quý vị. Tại già mà đâu có dùng gì nữa đâu, nhà thì có chính phủ cho. Nên bây giờ mình chỉ còn ăn tiền thất nghiệp về để mà mình sống thôi. Như vậy nếu mà quý vị sống là quý vị sống không được nữa cái phần tiền đó nữa, thì còn nữa quý vị có thể làm được nhiều cái việc khác. Nhưng mà làm sao để cho nó đúng, để mình gọi là làm phước để như vậy không có mang cái quả vô. Tại vì bữa nay mình giúp cái người này, nhưng mà ngày mai mình chửi nó như không. Cho nên mình làm sao cho đúng, nghĩa là chánh tính, hiểu không? Chánh tính này mình làm rồi để mình không còn dính mắc gì hết, thì nó cái đó là gọi là đúng cái chánh thật. Thưa thầy, không phải như không mà còn lỗ nữa thầy. Tại vì lỗ hay là mất hết thì sư phụ nói cũng sai mà con nói cũng sai luôn. Thì con có biết đâu mà con nói lỗ. Con đâu có đem cái cân gì cân đâu biết lỗ. Tại vì mình cho mà mình đổi thì mình có tội nữa. Giả sử như quý vị là cha mẹ đi, cho con cái. Theo quý vị là nếu mà quý vị nói nó nghe không chửi không? Chửi lỗ. Còn người khác mình cho người khác, y như là hồi đó thầy nói là bị gạt á,
thầy cho, thầy cho tiền bà tới bà khóc quá trời luôn, thầy cho có nhiều tiền móc cho hết. Mai thấy bà tới bà khóc nữa, nó ủa bà chưa về hả? Bà nói bà mất cái sổ rồi, bà mất hết tiền, bây giờ bà đi về quê không có, cho nên bà xin hết người này người kia người nọ người kia, mình thấy mai cho mình cho. À, mình đâu biết đâu, mình cho xong cái bà kia bên nói trời ơi ông bị gạt rồi, bà đó ngày nào cũng thấy hết. Hôm mai là lại gặp mình xin nữa thì bà quên, bà có cái chiêu đó bà làm hoài mà cho nên bà quên. Cho mai mai lại xin mình nữa, trời ơi trong bụng mình nói trời cái bà này bà trói túi. Thì cái việc đó là nếu như mà mình không có phước, mình không có trí huệ thì mình đạt được nhất thiết trí không? Không đó. Nên nói rằng đạo kia rất lớn là gì đó, tu rộng tu phước huệ dạng được nhất thiết trí thì đạo rất là lớn. Tự mình ra làm việc bố thí được phước rất lớn mà vui vẻ giúp người làm việc bố thí, có nghĩa là mình tạo điều kiện cho người ta làm cái việc đó thì cũng được phước rất là lớn. Trong cái việc tự mình làm và tạo điều kiện cho người khác làm thì đoạn sau nói nè, giúp người làm việc bố thí thì chẳng khác nào tự mình có một cái cây đuốc, mình phân ra cho vô số cây đuốc khác, có nghĩa là cho người ta mồi, mà cái cây đuốc của mình nó vẫn không bị suy giảm, không mất chút lửa nào. Còn người bố thí được sự giúp đỡ phước báo nơi bản thân, chẳng những không mất mà còn thêm được sự tốt đẹp hơn lên. Như vậy là mình cho người ta thì ánh sáng nó được lan truyền lên. Ngay cái chỗ này thì thầy khuyên là quý vị học tới đây rồi là chương thứ 10 rồi phải không? Vậy là quý vị về quý vị cứ thuyết pháp cho mọi người nghe. Cũng như là thầy mồi cho quý vị, rồi quý vị về quý vị mồi cho người khác nữa. Hiểu không? Xong tứ thập gì chưa? Bây giờ giải thích trước phần nhất thiết trí. Giải thích trước phần nhất thiết trí là gì? Nhất thiết là tất cả, đúng không? Nhất thiết là tất cả. Ha. Còn trí có hai là thế gian trí và xuất thế gian trí. Thế gian và xuất thế gian. Như vậy trong cái chữ nhất thiết trí này còn có một từ nữa gọi là nhất thiết chủng trí. Ha. Thầy giới thiệu luôn để mai này quý vị thấy cái chữ chủng trí. Chủng có nghĩa là gì? Chủng là có nghĩa là cái mầm móng, cái gốc không ha. Y như mình làm một cái việc lành, người ta nói mình có cái căn á, có nghĩa là cái chủng tử. Hiểu không? Vậy thì nhất thiết chủng trí có nghĩa là ta đạt được cái trí mà nguyên bản của nó. Thấy chưa? Cho nên nó có cái từ chủng nữa. Nhưng mà ở đây ta đang nói nhất thiết trí. Mai này quý vị học thì sẽ nói thêm cái gì đó. Nhất thiết chủng trí, nhất thiết trí nó hơn kém nhau như thế nào? Bây giờ chúng ta có cái thế gian trí. Thế gian nó có hai phần. Cái trí thế gian nó có hai. Một phần á là tạo ra vật chất để xây dựng xã hội, xây dựng đất nước bằng một cái cơ sở vật chất, đó là hạ tầng kiến trúc. Nhân quả 22 á. Đúng. Quả nhân 22. Không phải bữa nay lên cẩm á, cho nên trở thành quả nhân. Như vậy cái hạ tầng cơ sở là chúng ta biết là một cái cơ sở để cho cho xã hội này nó hình thành một xã hội ấy, nó phải có một cái cơ sở, mà cái cơ sở đó người ta gọi là cơ sở vật chất hay là cái hạ tầng kiến trúc. Thì cái trí thế gian này làm sao để tạo ra một cái hạ tầng kiến trúc đó, người ta gọi đó là văn minh. Những cái văn minh này thì chúng ta thấy văn á, chữ văn là học. Văn á là nghe, văn là học, văn còn gọi là nét đẹp, còn minh á là sáng suốt, minh á là phát triển. Như vậy chữ văn minh này nó phát triển một cách tốt đẹp
cho nên người ta gọi là văn minh khoa học kỹ thuật. Khoa học kỹ thuật. Như vậy cái phần này người ta gọi là một cái thế giới vật chất, hay cái đầu mà biện chứng người ta gọi là cái đó, đó là một cái loại vật chất mà phải thấy, phải thấy mới nói. Không thể không nói. Nó có cái phần thứ hai nữa là cái trí thế gian, nó có cái phần tâm linh, cái phần tinh thần. Tinh thần. Cái phần này á, nếu chúng ta gọi là cái phần tâm á, thì cái tinh thần này nó cũng có hai cái, nó có hai loại. Vật chất này nó cũng chia làm hai loại nữa. Một loại á, là vật chất hiện hữu, còn một loại là vật chất siêu hình. Vật chất siêu hình là cái gì nó chưa xảy ra, như từ cái hiện hữu này người ta nghĩ ra nó, người ta gọi là phát minh. Cái văn minh người ta gọi là phát minh, nhưng cái này người ta gọi là khoa học viễn tưởng. Được chưa? Nó chưa xảy ra nhưng mà cái trí thế gian nó vẫn nghĩ ra. Được chưa? Còn những gì hiện hữu là nó đang có đây. Lấy cái này làm nền tảng để suy ra cái này, nhưng có khi cái này nó vẫn không ra như những gì người ta nghĩ. Còn có những cái nó trên cái lộ trình đó, người ta sẽ làm ra nó, nhưng mà nó chưa hiện hữu, cho nên người ta gọi là vật chất siêu hình. Tâm này cũng như thế, nó có hai loại tâm. Một cái loại tâm là để xây dựng xã hội đó, thì cái này nó được xem như là thượng tầng cơ sở. Thượng tầng cơ sở nghĩa là những gì cái cơ sở này mà nó thành tựu được bên nay, chúng ta phải suy nghĩ trước, chúng ta phải xây dựng một xã hội theo cái mô hình mà chúng ta đã thiết lập trước. Cho nên cái mô hình mà ta đã thiết lập trước thì nó tạo thành một cái xã hội được gây dựng bởi những ý tưởng đó người ta làm ra. Ý như về quý vị muốn làm cái bánh, hay muốn làm con cá, hay muốn làm tờ lực, quý vị suy nghĩ trước chưa? Suy nghĩ trước rồi, cho nên nó gọi là duy tâm. Duy tâm có nghĩa là tất cả sự vật hiện tượng đó do tâm quý vị nghĩ ra. Duy là tư duy, tâm là nghĩ ra. Hiểu chưa? Vậy là tất cả những cái đó do tâm mình nghĩ ra, cho nên gọi là duy tâm. Còn cái thế giới di vật này á, thì người ta cho rằng là không có duy tâm gì đó, tôi nghĩ ra tôi làm được điều đó. Nhưng mà các bên tinh thần á, thì nó tạo thành một cái thế giới mà những người này họ ngồi họ suy nghĩ thôi, những người này làm. Cho nên trong đây người ta nói là một người tính, chín người làm. Được chưa? Vậy thì cái người mà tính tốt này nè, nó gọi là thượng tầng cơ sở hay là thượng tầng kiến trúc. Bây giờ ta coi chữ cơ sở, ta viết chữ kiến trúc, mà cái kiến trúc đó từ cơ sở mà lên. Vậy thì quý vị muốn làm một cái cơ sở gì đó, quý vị phải có một cái kiến thức, quý vị lập cho nó một cái cấu trúc. Cấu trúc có nghĩa là A, B, C, D, đúng không? Như vậy cái kiến này có nghĩa là cái kiến giải này đó, những vấn đề này phù hợp hay không, cho nên người ta gọi là thượng tầng kiến trúc. Như vậy cái thượng tầng kiến trúc là những người lãnh đạo để điều hành cái xã hội này. Cái xã hội này nó vô cùng vô tận, nó xung lao bạc tượng này, nhưng mà những người này có đủ khả năng điều kiện đó, cho nên trong những người này nó phải chia ra hai phần, phần lập pháp và phần hành pháp. Tại xã hội mình cũng như thế, người ta đưa ra một cái quy chuẩn, cái quy định á, mà cái quy định đó thì cho đến thủ tướng đưa ra thì thủ tướng vẫn phải làm theo. Nhưng mà thủ tướng có trong cơ quan lập pháp hay không? À, nếu ông có trong cơ quan lập pháp thì ông đứng đầu để hành pháp, thì khi cơ quan lập pháp có điều gì đó kêu ông vào để công việc đó đồng ý không, ông đồng ý rồi thì cứ đem ra thực hành như vậy. Nếu ngoài xã hội này nó phản hồi là một cái điều gì đó thì nơi cái điều đó đó ông phải chỉnh sửa. Vậy thì cái cơ quan này là cơ quan quy định pháp luật, rồi nó bắt đầu nó có một cái cơ quan là thực hành pháp luật đó, cho nên gọi là cơ quan hành pháp, thực thi pháp luật. Cái trí thế gian nó rộng ghê. Còn nữa, nó còn nhiều cái mảng ta để gọi là trí thế gian, nhưng mà cái này đối với chúng ta học còn chưa hết, đừng nói tới suốt thế gian.
cái đại học so với người mà đi học đó, cái đại học nó chỉ là một hạt cát của sa mạc thôi. Lấy một cái bằng tiến sĩ cũng chỉ là một hạt cát thôi, chứ chưa có biết hết đâu. Cưỡi ngựa xem qua thôi đó. Cho nên càng bơi vào cái đời sống tri thức thì chúng ta càng thấy ta tệ đó. Ta ngu ngơ. Cho nên là cái người mà không có đi á, không có bơi vào trong thế giới này á, thì tưởng rằng nó nhỏ, cũng như mình nhìn trên bản đồ, mình chưa ra biển mình thấy nó nhỏ, dỗi ra biển đi cái này. Còn thấy bờ không quý vị? Không thấy bờ mà lúc này không định vị thì quý vị đi có ngày tới không? Chúc mừng. Thầy nói như vậy để quý vị biết nè. Mình chưa có lội xong mình không biết xong cạn hay sao đâu, mình lội xong rồi mới biết có những cái luồng nước nó dột mẻ. Cho nên là nghe người ta nói đừng vội tin nè, đi đi rồi mới biết, đừng vội tin. Tôi từng lội xong tôi biết cái người mà không biết lội chết và giữa dòng á, người biết lội chết trong bờ. Thế đó nó tưởng tới nơi là đứng luôn chứ. Rồi vậy là thầy nói sơ cái phần thượng tầng kiến trúc này ha, là phần thứ nhất. Phần thứ hai, phần này là phần định hình cho xã hội ha. Cái phần thứ hai là một cái loại tinh thần mà nó gọi là gì? Siêu hình. Mà cái loại siêu hình này thì là cái loại mà bắt đầu nó ngồi đó nó suy nghĩ, nó biến tưởng. Đúng không? Và khi mà nó đi vào cái con đường viễn tưởng này á, đi vào con đường siêu hình viễn tưởng á, thì những người này phần lớn họ gần với con đường xuất thế này. Đây là những nhà khoa học, họ không nằm trong cơ quan luật pháp, cơ quan hành pháp, họ không nằm trong điều hành xã hội, nhưng họ cống hiến cái đời sống trí tuệ họ cho cái xã hội đó. Thì những người mà siêu hình viễn tưởng này nè, họ ngồi đó họ phát minh ra cái này cái nọ cái kia từ trong cái đầu của họ ra. Hiểu biết không? Họ không phải là những người để định hình cái xã hội này, nhưng chính họ là người phát minh ra những cái để cung cấp cho xã hội này, để xây dựng xã hội này. Nhưng bản thân họ có khi cả đời không làm được gì hết. Cho một khoa học gia vô trong đó cả đời không phát minh ra được gì hết, mà thất bại biết bao nhiêu lần nằm trong, tốn kém biết bao nhiêu thứ đậm đóng. Có nhiều người không làm ra được gì hết, không nên trò nên trống gì hết. Mà những người mà người ta chuyển tuyển vô trong này là nhiều hết quý vị, so với vậy là tuyển là kỹ không kỹ. Nhưng mà vô trong này có người vẫn không làm gì được, mà coi chừng là có hại dữ lắm. Cho nên bây giờ những người mà gọi là phẫu thuật đó, có khi người ta học cũng chưa tới đâu hết đó, nhưng mà đem ra thực hành rồi họ đem mình ra họ mổ thí nghiệm. Tại vì họ muốn thí nghiệm là họ thí nghiệm trên con chuột, con khỉ. Nhưng mà tới chừng mà con người mà thiệt á, thì bây giờ này có nhiều người hiến xác á, là ta phẫu thuật trên cái xác chết. Nhưng mà xác chết á, thì mổ ra rồi máu nó đâu có chảy đâu, khâu giá rồi thì nó chỉ là được bình thường thôi, con sợ ma thì cũng làm được thôi, chứ không sợ ma là làm tốt hết. Nhưng mà nếu mà quý vị mà đem cái chỗ phẫu thuật trước người chết mà đem ra người sống, người mổ á, đưa ra lần đầu tiên mà mổ á, thì mong là đừng có mổ thầy. Lần đầu tiên mà ra mổ thì nghĩ là khi nó mổ thì nó đã cho cầm máu rồi này kia rồi, nhưng mà vẫn chảy không? Vì tim vẫn đập mà, nó chảy nhưng mà nó chảy yếu thôi. Thì khi nó mổ mà nó chảy yếu rồi nó đâu có thấy được, giống như nó mổ cái người chết không có chảy đâu. Cho nên từ cái chỗ đó là nhớ là mọi thứ nó đều phải có một cái sự rủi mai trong đó, chứ không phải. Nhưng mà rủi mai có nghĩa là có phước hay không có phước. Nói vậy chứ cái chuyện là thầy vô chỗ đó tại nói là chết à. Nó là mối bị những người mới ra cũng mổ à. Vậy thì trong cái đời sống tinh thần này, quý vị có sợ cái những người mà viễn tưởng siêu hình này không? Chờ không? Những người mà tu mà không có nền tảng thì cứ tưởng mình siêu hình, nhưng mà mình siêu hình cái kiểu không học hỏi. Còn những người siêu hình này, người ta bắt nguồn từ những nền tảng có học hỏi đàng hoàng, nhưng mà để đạt được những cái thế giới này thì bây giờ thầy nói phim hoạt hình ha, phim hoạt hình của quý vị mà để cho nít coi là có thật hay không có thật?
Vậy mà cái đầu của người ta cũng nghĩ ra. Có phải không? Rồi bây giờ kia người ta làm giàu cái vụ này dữ lắm, biết không? Quý vị nghĩ có phải những ông siêu hình diễn tưởng này đâu? Đó, ổng á, chính hén nè. Cái gì nó cũng nghĩ ra được hết á. Cái người đầu có chút xíu bụng từ lừ nó vẫn nghĩ ra được. Rồi người mà cái mình tổ sư mà cái chân có giống như cái tâm mà nó vẫn nghĩ ra được. Nghĩa là cái đầu của nó còn nghĩ ra những điều tào lao đó. Và con nít rất là khoái. Nó phải gì không? Đó. Nó viết ra những mẫu chuyện. Bây giờ viết chuyện. Viết chuyện. Quý vị nghĩ là những cái đầu của những người trí này tuyệt vời không? Những câu chuyện họ đặt ra họ viết cũng như là Tề Thiên Đại Thánh đó, có không? Tề Thiên Đại Thánh có không? Nó dựa vào một cốt truyện nó lập thành một bộ phim nổi tiếng, ai cũng thích, từ già tới trẻ đều thích. Nhưng chuyện đó có hay không? No. Vậy mà nó cũng viết ra được. Vậy là cái đầu này diễn tưởng ghê không? Thì trong cái viễn tưởng này nó có phản ánh trong bài học đó. Những đứa trẻ nó có thể giáo dục từ những cái khoa học viễn tưởng này. Nhưng mà có những cái người người ta vô đây rồi người ta giết những đứa trẻ cũng có luôn, từ những cái diễn tưởng đó trở thành thuốc độc. Như vậy thì nó hai mặt đó, cái gì cũng có hai mặt rồi. Là quý vị biết là cái nào gọi là hai cái tinh thần rồi phải không? Rồi bây giờ còn hai cái khía cạnh nữa là về vật chất cũng như về tinh thần. Nó vẫn có hai cái khía cạnh, đó là chủ quan và khách quan. Cái chủ quan á là cái ta, còn cái khách quan á là cái không ta. Cái này nè, bắt đầu nó đi từ cái không ta này, nó qua cái xuất thế gian. Cái tinh thần này nó cũng có hai thứ. Một là những gì thực tại, những gì thực tiễn á, mà thực tiễn khách quan á, là nó đi đến cái chỗ xuất thế gian. Còn cái thực tiễn siêu hình á, còn cái gì mà tư duy siêu hình nó vẫn có trong cái kinh vị tàng hữu. Cho nên đạo Phật mình lấy ở cái mức độ này, cho nên người ta gọi là Phật giáo là duy tâm. Người ta quy cho cái Phật giáo là duy tâm bởi vì những cái khách quan này là những cái không ta, là nó phủ nhận cái ta. Cho nên quý vị đánh giá về một cái vấn đề gì đó mà quý vị đặt mình vào trong đó là đánh giá sai. Phải rời khỏi cái chỗ đó, không dính líu gì nữa, đánh giá mới chính xác. Còn mình có dính líu gì trong đó là đánh giá không đúng. Cái đó là nó nghiêng về xuất thế gian. Xuất có nghĩa là ra khỏi cái chỗ đó. Như vậy thì cái chỗ mà tư duy siêu hình này nè, nó đi đến cái chỗ xuất thế gian này á, là những người lầm tưởng xuất thế gian là những gì siêu hình trong kinh vị tàng hữu. Nhưng những gì trong kinh vị tàng hữu Đức Phật muốn nói cho người này người kia nghe, những chuyện mà chưa có ở thế gian này, thì Đức Phật phải đợi có người thấy cái đó Đức Phật mới nói. Còn bây giờ những gì Đức Phật nói thì người ta lại tư duy thêm nữa, cho nên người ta bị rơi vào thế giới này. Mà thế giới này Đức Phật trong kinh điển Đức Phật vẫn không cho phép người đạt vào đây, vì đi vô trong này là ma nó dẫn đi, đó là ma trận thế giới của mình. Giả sử như giờ quý vị tu mà quý vị cần cho mình có một cái sở chứng nè, thì quý vị dùng cái từ chứng nè, hồi nãy thầy hỏi tới nơi để trả lời là bởi vì có chứng hay không. Câu hỏi được đặt ra, chúng ta có chứng hay không? Chưa. Thấy không? Nhưng mà chúng ta không có nói với từ chứng á, chúng ta nói cái từ giác á. Vậy thì mình dịch cái từ giác này á cho nó gần á, là biết. Thì hỏi có biết hay không thì quý vị sẽ trả lời là biết. Được chưa? Vậy thì khi tôi biết, nhưng mà khi tôi biết rồi thì tôi đạt được cái chỗ giác này là tôi cái gì tôi cũng biết hết, mà tôi biết hết tất cả. Thì cái gì khổ, cái gì vui, cái quan trọng là hỏi coi biết cái gì khổ, cái gì vui hay không. Còn chúng sinh nó biết, nhưng mà Đức Phật nó có mắt cũng như mù, có tai cũng như điếc, có trí não cũng như người bại liệt trí não. Là vì sao vậy? Nó biết nhưng mà nó biết khổ thành vui, cho nên gọi là vô minh. Được chưa?
giải mã nhất kiết tri. Ha. Hiểu chưa? Khúc đó nói nhanh thế thầy. Vậy. Thì có nghĩa là đại chúng đi để đại chúng đi học, Phật tử đi học là chủ yếu học là để chi? Hiểu biết đúng không? Quý vị ghép luôn cả từ hiểu với từ biết vô đúng không? Như vậy cái từ biết này nó thấp hơn từ hiểu hay là nó cao hơn? Thầy hỏi lần nữa, thầy dùng điện này chắc là nó sáng, hiểu không? Dạ.
Hiểu. Hiểu phải không? Yeah. Mà không thuộc là anh giật chết. Thì sao? Con sợ thầy nói câu đó con không dám nói. Thì cái đó con hiểu thầy sẽ nói câu đó con không dám nói. Đó là con hiểu rồi. Hiểu rồi. Dạ, chỉ là con đã hiểu rồi. Hiểu rồi. Con dám nói. Hiểu rồi cho nên thầy mới nói. Vậy chỉ giờ mình qua sông, mình biết sông nước nó chảy xuống xiết vậy, mình không biết bơi. Như vậy thì mình muốn qua con sông đó, mình hiểu là mình sẽ chết. Nó rất là sâu, nó rất là rộng. Bây giờ mình phải qua chỗ đó, nhưng mà mình không biết bơi. Có nghĩa là không thuộc á. Mình không thuộc á. Thế thì mình biết là mình hiểu là từ đây qua đó, nhưng mình không có thuộc được đi. Vậy là thế mình mới đi lạc. Hiểu chưa, không hiểu? Cái lộ trình đi thì ai cũng hiểu á, từ đây đi tới đó ai cũng biết, ai cũng hiểu. Nhưng mà nếu mình hiểu mà mình không thuộc á thì cái này chưa gọi là hiểu. Nếu mà mình biết qua xong rồi mình chết á, mình không đi á là mình đã hiểu rồi. đây là khổ nè, ở đây là vui nè. Cái này là cái cầu nại hà nè. Đòi hỏi con phải hiểu cái này là để con khắc phục. Hiểu là để con làm sao mà chúng ta làm chủ nó. Làm sao để ta qua một cách an toàn nhất thì cái đó mới gọi là hiểu. Tại vì trước sau tôi hiểu hết rồi, cho nên cái này là tôi rất là rành, cho nên qua cái này bằng kiểu nào là tôi hiểu hết. Thì phải qua cho được, chứ ở đó mà đứng này con nó đang thả bom. Nếu mà con hiểu á là con không bơi, con sẽ tìm phương tiện khác con đi. Chính xác. Nhưng mà khi con hiểu được, con tìm phương tiện khác con đi, thì cái hiểu này á nó là giác đó, chứ không bắt buộc mình phải cái phương tiện nào để mình qua bên đây. Tất cả các phương tiện nào con qua bên đây được thì đó là lời Phật dạy, đó là kinh luật luận. Cái đó, cái hiểu này gọi là giác đó. Từ bến mê muốn sang cái bờ giác được, đòi hỏi mình phải hiểu, nghĩa là mình phải giác nó. Hiểu chính là giác, chứ không phải biết là giác. Cho nên không có nói là cái từ thuộc đó, là y như là nói là con hiểu bài mà con không thuộc bài á, vẫn làm bài được. Mà thuộc bài mà không hiểu bài là không làm bài được. Hiểu ý đó chưa? Bây giờ thầy giảng, miễn cô hiểu được cái bài là cô làm bài được, dầu rằng điểm không có cao, nhưng mà làm bài được. Còn nếu thuộc bài á mà không hiểu bài á là làm sai đề. Giống như con không có viết y lại. Con không có viết y lại, con viết được chỉ viết ý, đại ý, đại ý, đúng, ý, đại ý. Đúng. Đó là chỉ. Cho nên cái chữ hiểu này là hiểu cái ý của Phật. Dạ. Là giác rồi đó. Là ý con nói như vậy. Là giác rồi đó. Dạ. Cho nên bây giờ mình học thuộc lòng mà tới chừng người ta đưa ra cái đề khác cái mình cứ đâu có hiểu ra, không hiểu bài. Cho nên cứ cái bài đó mình chép vô sai đề. Sai đề là ăn hột dịch. Thì cái người tu mà không học thì cũng tu sai đề. Tu nhưng mà không thuộc. Nãy giờ không thuộc. Nãy giờ là dài dài. Nãy giờ là biểu thuộc. Do không biểu thuộc cho nên ai học cũng cấp bằng. Cái bằng chứng nhận có đi kia. Nếu tôi cần đi nghe là được rồi. Có người không nghe cũng cấp luôn. Đúng rồi, thầy hôm qua bạn hôm nay thầy không có ghi chú cái gì đó. Bữa học ba bốn bữa nghỉ rồi thôi. Sở dĩ thầy nói như vậy là để có khi mình nhìn cái bằng, thế mình tự nhắc là mình có học tới 2-3 buổi dừng có cái bằng lỡ hỏi tổ thứ 29 là tổ nào. Cái mánh là mình về mình để cái bằng ở đó thì mình thấy cái nhìn cái bằng thấy mình vui trong lòng, nhưng vui phải lấy cái sách ra đọc, vui phải lấy cái bằng ra nghe, chứ lỡ bữa đó mình nghỉ cái bạn mình nó vô nó nói ô mày học ba gì tổ rồi hả, tổ thứ 32 là tổ gì mày. Học lâu quá tao quên. Tổ gì hay chắc là
cái đó có nên hay là không nên? Nên nhận cái bằng để là tự nhắc nhở mình. Cái bằng là tự nhắc nhở mình thì ông Phật cũng vậy thôi. Mình về mình thờ Phật, cái mình nhìn Phật mình nói trời ơi, mình thờ Phật cho mình ác luôn thì cũng giống như nhìn cái bằng đó thôi. Được chưa? Rồi, tiếp. Nhưng mà thi cử thì mình phải chia ra tốt. Mình phải chia ra tốt. Giả sử như người nào mà muốn thi, giả sử trong đạo tràng của mình là 50 người hay 60 người, nhưng mà cái người thi chỉ có 20 người thôi. Còn 40 người sao á, người ta không có thi. Là ta xin người ta không thi là vì sao vậy? Đâu biết chữ đâu thi. Trời ơi, giống như là mẹ của thầy á, bắt đầu chữ không có được, bắt đầu bà nghe mà giờ kiểu bà đi bà nghỉ sớm à. Không, bà đánh dặn từng chữ còn không ra nữa. Đi nghe thì rất là thích, bởi vì nghe trực tiếp. Còn ở nhà là mở đĩa vô, cái bà dòm cái lát nữa, cơm xôi cái bà đi xôi. Bà nghe một chục lần quá không hiểu gì hết. Tại vì có ngồi ngay chỗ đó nhìn vô, nhưng mà nhìn lát cái mù ngủ. Cái lát cho mai coi nữa. Thầy mà chết thi là con mình thầy. Vậy thì và chữ bất này thay thành chữ thanh, thanh tịnh. Rồi khổ não liền theo sau thì thay sự khổ não này thành chữ an lạc, an lạc liền theo sau. Nhưng mà cái câu cuối á, thì sửa là cái câu này thì như xe theo bò vậy, còn cái câu cuối của nó là như bóng chẳng rời hình, như bóng chẳng rời hình. Có nghĩa là câu thứ hai là thay đổi những cái từ, thay đổi những cái từ mà thầy thay hết. Nghĩa là hai câu nó giống nhau, nó đối lập với nhau. À, thì đó, nó đối lập với nhau là về cái nghĩa thôi. Còn cái từ á, cái từ nó giống nhau vậy đó. Cái câu thứ hai là tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tạo tác, nếu nói với đầu với tâm niệm thanh tịnh, an lạc liền theo sau, như bóng chẳng rời hình. Vậy thì cái chữ như này nè là cái từ để so sánh. Nếu cái người mà có cái tâm bất tịnh á, thì so sánh như con bò nó kéo xe. Còn cái người mà có tâm thanh tịnh á, như cái bóng chẳng có rời cái hình. Như vậy cái xe với con bò là con bò nó kéo xe. Cái tâm mà bất tịnh á, nó khổ vậy đó. Còn cái tâm mà thanh tịnh á, như bóng chẳng rời hình, nó có gì đâu, rất là nhẹ nhàng, rất thảnh thơi. Như vậy hồi nãy nói tới cái tâm
thì thầy có nói là cái người mà khởi ra một cái tâm thanh tịnh hay là cái tâm bất tịnh. Như vậy thì cái chương thứ 8 thì nói rằng cái kẻ ác mà hại người hiền như ngửa mặt lên trời không nước miếng, phải không? Nước miếng chẳng tới trời mà rớt vào mặt mình. Như vậy thì cái người xấu ác là khi hại người thì cái nghiệp quả nó trở về với chính mình, đó là nhân quả. Vậy thì người tu Đức Phật dạy chỉ có nhiêu đó thôi. Mình đừng có tâm ác với ai, mình đừng có tâm muốn hại ai, thế thôi, thế là đủ. Nghĩa là cái câu mà chư ác mạt tác chúng thiện phụng hành á, là câu mà thiền sư Ô Sào dạy cho ngài Đỗ Phủ hay ngài Lý Bạch. Vì ngài Lý Bạch là một cái bậc là trí thức lỗi lạc. Ngài đến ngài hỏi Ô Sào thiền sư là bạch hòa thượng dạy cho con pháp môn tu, giờ con muốn tu rồi. Hòa thượng từ trên trên cao nói xuống: chư ác mạt tác chúng thiện phụng hành, tự định kỷ thì chư Phật giáo, là đừng làm các việc ác, siêng năng làm việc thiện, giữ thân tâm của mình trong sạch. Đó là lời Phật dạy. Ông ấy nói: bạch hòa thượng, cái câu này đứa nó 8 tuổi nó còn thuộc, mà có sao hòa thượng đem dạy con? Hòa thượng nói: nó 8 tuổi nó thuộc, có nghĩa là nó biết cái câu đó, nhưng ông già 80 tuổi làm chưa xong. Ông già 80 tuổi vẫn thực hành cái đó chưa xong. Nghĩa là chúng ta làm cả đời chúng ta, tại sao nói 8 tuổi với 80 tuổi? Chúng ta chỉ bỏ ác làm lành thôi, mà cả đời chúng ta làm không xong, vậy thôi. Vậy thì ta tu, ta ngồi, ta niệm Phật cho nhiều, nhưng mà tâm ta vẫn không phải là tâm tốt. Ta trì chú cho nhiều, nhưng tâm ta không phải là tâm tốt. Ta tụng kinh, trì chú, niệm Phật, tâm thiền, ta làm mọi thứ, nhưng mà ta không đủ khả năng học hành để ta chuyển hóa tâm của ta. Như vậy thì tất cả những cái đó nó đều là biết thôi, chứ chưa có giác rồi. Có nhiều người tu dữ lắm thì nói vậy á, quý vị thấy họ mộ đạo dữ lắm, coi như là chỗ nào tu là khóa tu là có họ chỗ đó, nhưng mà hỏi gì họ cũng không biết hết. Họ thích tu hình thức hơn, siêng năng lắm, tụng kinh đêm ngày, tụng bao nhiêu kinh họ cũng tụng được, nhưng mà biểu ngồi nghe thì dễ họ ngồi được, họ ngủ rồi. Nghĩa là chỉ thích tụng thôi. Như vậy thì cũng tạo điều kiện cái người đó thích tụng, tôi mở đạo tràng cho tụng. Cái người thích niệm Phật, tôi mở đạo tràng cho niệm. Vì tôi rất là hoan hỷ, thì người nào tu được pháp môn nào là tôi hoàn toàn tán thành pháp môn. Cho nên thầy nói là mai này khi thầy có cái cơ sở đàng hoàng rồi, thì có niệm Phật đường, có mật đường, có thiền đường, có nơi giảng dạy về di thức, có nơi giảng dạy về pháp hoa, tất cả những cái tư tưởng nào thầy cũng đều quan hỷ hết, thì tùy theo mỗi người mà. Ai muốn đi làm từ thiện thì có cơ sở từ thiện này, giúp đỡ người nghèo hay là nhìn người bệnh tật hay là đi nấu cơm cho chỗ này chỗ kia, thầy quan hỷ làm hết mọi thứ. Tại vì ta thích tu pháp nào thì mình dạo tới người ta đó. Quan trọng nhất là thầy phải có thời gian giảng dạy. Còn làm hết cái đó là quý vị muốn làm cái gì thì cho làm anh ấy. Ai học xong rồi muốn thiền thì vô thiền. Ai hỏi thiền thì trả lời thiền, để cho người khác tự học hỏi với nhau. Nhưng mà cái pháp môn mình thích mình vẫn cứ tu thôi, đừng có bỏ. Y như quý vị theo thầy học, nhưng mà niệm Phật cứ niệm. Tại vì cái pháp môn đó là pháp môn thanh tịnh cho tâm hồn của mình. Xong. Chúng sanh vô biên thể.